Anh em nha, bây giờ em sẽ quay một chiếc mới về luôn, bữa ngày 30 tháng 12 ha. Thì chiếc này số khung của nó đây ha. Hơi mờ. Đây số khung của là 5552 nha, đó. Con máy 5552. Cái giá tiền của nó đây, cái giá tiền này giá tiền bao vận chuyển với bao dọn mới luôn nha anh em. Còn anh em mua đứt đu thì giá khác nha. Giá này là giá em dọn mới luôn á. Giờ để em quay cái có trứng gà trên đây, gà mới đẻ. Trên chân ở đây ha. Bảo dưỡng cho anh em toàn bộ nguyên chiếc luôn, dọn như máy mới luôn đó. Ok, cốp này hơi chạy xíu, có thể đánh bát đây là hết rồi này ha. Bây giờ kim nó còn luôn nha. Địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đông Hòa tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.